C16 là mẫu SUV 6 chỗ mới của Moto do Stellantis hậu thuẫn phát triển. Mẫu xe này tập trung vào dòng xe gia đình có giá cả phải chăng, đặc biệt là Moto C16 có cả phiên bản chạy hoàn toàn bằng điện và phiên bản mở rộng phạm vi hoạt động, đúng như mong đợi của nhiều người. Vào ngày 28 tháng 6 năm 2024, Moto C16 đã chính thức ra mắt. Xe có tổng cộng 6 phiên bản với mức giá từ 506 triệu đến 604 triệu. Gói tùy chọn trang bị đầy đủ có giá 42 triệu bao gồm bánh xe 21 in, lốp Yokohama, màn hình phía sau 15.4 in, 21 loa và hệ thống chiếu sáng xung quanh. Lip Moto C16 có kích thước tổng thể bao gồm chiều dài, chiều rộng và chiều cao lần lượt là 4 915 mm 1905mm, 1770mm và chiều dài cơ sở là 2825mm. C16 sử dụng kiến trúc Lip 3.0 và có thiết kế CTC 2.0 các mẫu xe chạy hoàn toàn bằng điện sử dụng công nghệ 800V. Ngoài ra, các phiên bản có thông số kỹ thuật cao hơn, đi kèm với LiDAR 128 dòng từ Hesai. Việc giao hàng sẽ bắt đầu vào tháng tới với mục tiêu là 2.000 xe, và tăng lên 5.000 xe vào tháng 8. Người mua xe Lip Moto C16 có thể lựa chọn 6 màu là Starlight Silver, Starlight Purple, Skylight Gray, Pearl White, Metallic Black và Glare Emerald. C16 có nét tương đồng mạnh mẽ với C10. Xe có đèn pha dạng thấu kính và lưới tản nhiệt khép kín, nhưng hình dáng tổng thể cơ bắp hơn. Nhìn sang một bên, xe tuy là một mẫu SUV, nhưng thân hình mảnh mai và việc áp dụng nhiều đường ngang cũng khiến nó trông rất giống một chiếc MPV. Xe chạy trên bánh xe 21 in. Đuôi xe cũng có thiết kế mang phong cách gia đình, đèn hậu xuyên thấu rất quen thuộc. Ngoài ra, phiên bản tầm xa sử dụng thiết kế ống xả ẩn không có khác biệt rõ rệt so với phiên bản thuần điện. Bên trong xe Lip Moto C16 có màn hình thông tin giải trí 14.6 in gắn, ở trung tâm cùng với bảng đồng hồ 10.25 in. Màn hình trung tâm có chip Qualcomm Snapdragon 8295 điều khiển các chức năng như chế độ xem xung quanh 360 độ và điều khiển bằng giọng nói. Ngoài ra còn có chức năng nhận dạng khuôn mặt ít. Nội thất có sẵn các màu trắng, cam hoặc tím. Hành khách phía sau có màn hình giải trí 15.6 in có thể gập xuống từ trần xe hành khách hàng ghế thứ hai có ghế thuyền trưởng chỉnh điện có thể ngả 145 độ cùng, với chức năng sưởi ấm và thông gió. Các bàn khay nhỏ gập từ phía sau ghế trước có thể điều chỉnh bằng giọng nói. Trong khi đó, hàng ghế thứ ba được thiết kế để tối đa hóa sự thoải mái, với khoảng không trên đầu được cho là 947mm và tựa lưng có thể điều chỉnh 10 độ. Hành khách hàng ghế thứ ba có tay vịn rộng 120mm và cũng có sạc USB Type-C, có thể vào hàng ghế thứ ba thông qua lối đi giữa rộng 160mm phía trước và phía sau sử dụng kính cách âm hai lớp. Các phiên bản mở rộng phạm vi, sử dụng động cơ 4 xi lanh 1,5 lít có công suất tối đa 68 mã lực. Động cơ điện được gắn trên trục sau và cung cấp công suất lên tới 170 mã lực và mô men xoắn 320 Nm. Dung lượng pin là 28 kW. Phạm vi chạy điện thuần túy là 200 km và phạm vi kết hợp là 1095 km. Mức tiêu thụ nhiên liệu là 6 lít mốt cho 100 km. Phiên bản chạy hoàn toàn bằng điện có pin 67 kW và động cơ mạnh hơn với công suất 215 kW và mô men xoắn 360 Nm. Phạm vi tối đa là 520 km. Sạc 30 đến 80% mất 15 phút. Cần lưu ý rằng C16 chỉ có sẵn dưới dạng xe dẫn động cầu sau. Về khả năng lái xe thông minh, xe được trang bị chip Orin X Lidar. Toàn bộ xe có tổng cộng 30 phần cứng cảm biến, về mặt lý thuyết có thể đạt được khả năng hỗ trợ lái xe L3 hiện tại nó vẫn có thể đạt được hỗ trợ chuyển làn đường tự động hỗ trợ tắc nghẽn giao thông hành trình thích ứng theo đường cong hỗ trợ điều hướng hành trình hỗ trợ phi công thông minh tốc độ cao And...